Trong thời gian vừa qua thì công ty cao su Dầu Tiếng đã chuẩn bị cái trường thi gồm có các công đoạn như là dọn dẹp, băng sạch cái đường trên di chuyển cho thí sinh. Về vật tư trang bị cho vườn cây thì công ty đã trang bị là thay thế toàn bộ kiềng mới cho toàn bộ trường thi. Riêng về chén và hứng mũ thì sau ngày 13, sau khi thí sinh sửa phần cây xong, công ty sẽ thay toàn bộ chén mới, và máng thì sẽ cấp cho thí sinh toàn bộ máng mới trong cái lúc mà sửa phần cây. Vừa qua thì phòng thanh tra bảo vệ công ty đã có cái kế hoạch chi tiết từng công việc bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ trường thi trước, trong và sau hội thi. Riêng về công ty thì cũng đã liên hệ với xã, huyện và tỉnh đối với cái lực lượng quân sự cũng như công an để mà hỗ trợ cho công ty trong những ngày diễn ra hội thi. Thì đối với cái vườn cây thì chúng ta thấy hiện nay thì cơ bản cũng đã, công ty cũng đã chuẩn bị là trên 50% rồi. Thì chỉ còn một số công việc thì phải đến gần đến ngày thì mới triển khai, chẳng hạn như là rào trường thi nè, rồi chuẩn bị các cái bệ để dụng cụ cho thí sinh, rồi cắm cờ. Thì nói chung công ty đã chuẩn bị sẵn sàng các cái loại vật tư hết rồi, cho nên là chắc chắn sẽ đảm bảo là đúng cái thời gian triệu tập thí sinh về thì các cái công việc đã chuẩn bị sẵn sàng hết.